các bước làm. Rồi mình chặt cũng trộn gì nồi, mình vò nước vô, mình trộn chuối hoặc là đậu, xong mình nhét cũng là ô, rồi mình chế nước xong mình lấy cái lá chuối, xong mình nhét cái ống, nhét cái bịt cái lỗ ống, xong mình làm hơ sơ thôi, mình cứ xoay xoay xoay, xong mình cứ xoay khi nào nó thành khô cái ống.